mà mình nuôi hổm giờ cũng ba bốn bữa rồi, nó chưa có lột các bạn, nó cũng nhát lắm. Mình định 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 thả, thấy nó nhát quá mình cũng định thả rồi, mà mình thấy tiếc tiếc tại cái đầu nó bự các bạn, người nó nhỏ mà đầu to ghê nè, nó đầu to ghê không. Đó, mình thử mình dưỡng coi nó có lột nó như thế nào, mà nay ba bữa rồi mà chưa thấy nó lột, cũng to chứ bộ, nó ăn cỏ rất là nhiều luôn á. Mình đợi cho nó lột coi coi nó như thế nào, mà bữa giờ nó chưa có lột nữa. Đó là mình sẽ lấy con dế này, đá thử với con dế của mình nha. Đó là con dế của mình nè, mình thích kêu dế hơn là thích đá dế các bạn. Có nhiều bạn coi video của mình nó comment mình sao rêu hoài không thấy đá. Mình thì mình thích rêu dế hơn là đá dế, mà đá dế thấy nó cắn nhau á, nó bị thương chấn thương mình cũng thấy xót lắm. Mình chỉ thích là kêu dế vậy nè, kêu cho nó gáy rồi nó hăng lên các bạn, kêu dế nó đá nhau cái mình hang dế của mình mà đá với nhau ấy mình cũng xót xót thôi các bạn. Này là rất là chung rồi. Đó, nó hút cái cây ghiêu của mình luôn các bạn. Mình dưới lửa nha. Còn dưới than. Rồi để mình bắt dưới lửa rồi cho nó đá thử nha các bạn. Rồi giờ để mình bỏ vô nha, mình coi dế mà nó phát triển ở ngoài tự lột ngoài thiên nhiên với lại dế mình nuôi dưỡng từ lúc dế non nha, coi con nào mạnh nha các bạn. Dế mình mới mới quay con dế lửa lại, tại vì mình bắt cho nó hơi nhát á. Dế của mình thì nó sung rồi, để con dế lửa thì sao. Đó, dứt nha. Rồi con dế ngoài thiên nhiên rất là dữ các bạn ơi, nó đá con dế của mình chạy luôn rồi. Để mình quay con dế của mình lại nha. Dế ngoài thiên nhiên nó rất là dữ luôn á. Dế mình chăm hổm giờ thấy nó cũng rất là sung luôn, mà sao nó đá không lại con dế này ta. Hay con dế lửa này nó bự hơn chút xíu. Để mình quay con dế mình lại nha các bạn. Rồi hẹp thứ hai nha các bạn, giữa con dế thiên nhiên phát triển và con dế mình tự lột ở nhà nha các bạn, coi con nào thắng nha các bạn. Dế của mình ở nhà thì nó nhỏ hơn dế lửa các bạn ơi, dế lửa ở ngoài rất là mạnh mẽ luôn, nó bự hơn chút, đang với mình chạy luôn. Để coi hiệp thứ hai này con nào thắng nha các bạn. Hai con nằm im nha. Đó, chuẩn bị nha. Quất, quất, quất. Thấy chưa? Mình nói mà. Với mình mà chăm sóc mà, tại nãy nó bị sao chứ. Giờ nó dứt con dế lửa chạy lại đâu các bạn. Để mình sẽ đá một hiệp nữa nha, coi con nào sẽ quyết định con nào chiến thắng nha các bạn. Ba trận nha, sẽ đá ba trận nha. Đó, dế của mình đã chiến thắng một đều rồi nha. Rồi để giờ mình bắt con dế lửa ra mình quay lại nha các bạn. Rồi đây là trận thứ ba nha các bạn, nãy là hai con một đều rồi nha. Để coi coi cái dế thiên nhiên với lại con dế của mình chăm sóc từ lúc mới còn là dế non tới lột lên trưởng thành thì coi con nào đã thắng nha các bạn. Đó đây là hai con nha, nãy là một đều rồi nha, mỗi con thắng một trận nha. Để quyết định coi con nào thắng trận này là sẽ là chiến thắng nha, nhà vô địch nha. Để coi coi cách mình huấn luyện coi có hay không nha các bạn. Đó, hai con nè. Với mình nè. Những cái càng nó cũng bị ê các bạn. Đá hai trận rồi.
Đây mình dụ hai con tới gần nha. Rồi, chấn cuối cùng nha. Dứt. Đó. Để coi kết quả như thế nào nha các bạn. Rồi, dế mình đã thua các bạn ơi. Dế mình đã thua rồi, dế thiên nhiên các bạn ơi. Dế thiên nhiên nó khỏe hơn rồi. Tại nó ở ngoài đất nhiều, nó khỏe hơn. Dế mình nuôi hổm giờ mình không có cho nó ở trong đất đó các bạn. Bây giờ mình đi làm á, mình không có mua bỏ đất vô với cát vô đây cho nó ở các bạn. Thì nó đã thua với thiên nhiên nha, với thiên nhiên thì nhìn thấy nó to hơn nữa các bạn. Bự hơn với mình chút xíu nha. Rồi để giờ mình bắt cho mình dưỡng lại nha các bạn. Rồi mình đã bắt con dế của mình ra nè các bạn. Nhát rồi. Đó cũng còn sung sung nha các bạn. Tại sao không biết hiểu con dế kia chắc nó mạnh hơn các bạn. Nó chịu không nổi ha. Thì con dế ở ngoài thiên nhiên thì lúc nào nó cũng khỏe hơn dế nhà rồi các bạn ha. Dế mình nuôi ẩm giờ lúc nó từ con dế non tới giờ. Đó, giờ nó còn sung sung ha. Rồi đây, con dế lửa nè các bạn. Đó, con dế này mình mới bắt nè. Đã thắng con dế đó rồi ha. Nãy giờ mới nghe nói cái nó để mình gỡ cục tóc ra luôn. Cái tóc này mình quay các bạn. Gỡ cục tóc qua cho nó thoải mái nha. Đó đây con dế này nè của mình nuôi. Rồi cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.